Đây là dâu của Miêu trồng nè, ra hoa rồi, chuẩn bị có trái rồi quý vị nha. Dâu ra hoa rồi đó. Đây là cà chua ha, cà chua này là trái bự, cà chua này là trái nhỏ, là trái bi. Vô có ba cây cà chua đó. Rồi bây giờ xem cải của mình vô mọc được đến đâu rồi, mình hái một ít cải vào mình xào mì ha. Đây là cái bồn cải của mình vô đây. Cây rau răm mình chiết ra chậu này nó tươi quá chừng luôn, mọc tươi lắm. Đây là cải của mình vô nè, lên tốt quá chừng luôn. Cái này mình vô sẽ ăn được trước một đợt rồi mình hái xong rồi mình nó sẽ mọc ra mình sẽ ăn tiếp một đợt nữa ha. Bây giờ mình lấy một ít rau cải cho mình xào mì ha. Bây giờ thì mình vô chiên trứng, vô chiên trứng trước xong rồi xào cải rồi xào mì ha, đơn giản lắm, mì xào với trứng thôi. Vì hôm nay mình vô đi làm buổi chiều nè, mình vô sẵn xào như vậy mang theo ăn luôn ha. Trứng mình vô xào chiên lọc hai mặt xong rồi xíu nữa mình sẽ cắt ha. Bây giờ thì mình vô sẽ xào một ít cải, vì cải cũng mới mọc lên là chưa có hái được nhiều, mình xào có một xíu cải cho nó có rau cải có tinh tinh trong cái đĩa mì nó ngon ha. Rồi bây giờ thì mình vô cho mì vô, mì này là mì tươi mình mua trong siêu thị đó, về mình đổ một xíu nước sôi vô mình để 5 phút thôi là nó chín rồi, mì tươi ha. Mình vô xào sơ qua cái cải, mình lên một xíu tiêu, một chút xíu bột tỏi, rồi một chút xíu nước hắc xì dầu vậy thôi à. Thường thì mình vô nêm cái hắc xì dầu này đó, nó có cái màu đẹp mà khi mình xào thức ăn á, nó có cái mùi thơm nữa, nó không có mặn quá, nêm một chút xíu vậy được rồi. Mình không có nêm thêm gì khác đó, trong trứng hồi nãy mình có nêm xíu bột nêm mình ha. Nhà thì mình cho xíu tương ớt vô cho nó hơi cay cay xíu thôi, xíu thôi vậy ha, cho mình ăn nó có bắt cái khẩu vị xíu. Bây giờ thì mình sẽ cắt cái miếng trứng này ra thành những cái sợi ha, để hồi nữa mình trộn chung vô mì á. Bây giờ cuộn tròn lên như thế này mình dễ cắt ha. Cái sợi nhuyễn hay là dày là tùy theo ý thích của quý vị. Bây giờ thì sắc cũng đại à, để mình cho vào mì. Rồi thì giờ trứng sắt xong rồi Mio sẽ cho vào mì trộn đều lên. Là cái món mì xào trứng của Mio đã hoàn tất là nhanh lắm quý vị ơi. Sáng sớm đó Mio làm như vậy xong rồi Mio mang theo để đi làm đó. Là chỉ làm phần ăn thì có mình Mio, Mio mang theo một hộp nhỏ thôi, còn lại một phần nhỏ thì chiều đi làm về đó bụng Mio sẽ ăn thêm một chút xíu nữa. Rồi.
Hôm nay mình vô chia sẻ cái món mì xào trứng rất là đơn giản, với lại rau cải ở nhà mình trồng xanh và sạch, không có sợ bị thuốc men gì hết nha. Rồi trong suốt cái mùa hè mình vô trồng rau đó là mình vô không có phải đi mua rau cải, mà mình chỉ hái rau trong nhà, những có cái gì thì mình chế biến món ăn theo cái rau nào mình có ngày hôm đó ha. Mùa hè thì thích lắm, mình tự trồng rau đó quý vị. Bây giờ thì món mì của mình vô thơm phức luôn, ngon lắm quý vị ơi. Bây giờ thì mình cho ra đĩa thôi. Mì nóng hổi, mùi thơm của hắc xì dầu và mùi thơm của rau cải với trứng. Chỉ đơn giản như vậy thôi nhưng không kém phần hấp dẫn. Món mì xào trứng của Mio đã hoàn thành. Mio cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Xin mến chúc quý vị và các bạn ngày mới thật là nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Mio xin chào tạm biệt. Xin gặp lại video kế tiếp. Bye bye.